Điểm hẹn Chúa Nhật mùng 2 tháng Giêng 2022. Lễ Hiển Linh. Ai đi tìm ai? Tôi ở ngoại ô, một căn nhà tranh có hoa thơm trái hiền. Cận kề lối xóm có cô bạn thân, sớm hôm lo sánh đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhớ, biết rằng mình yêu. Khi hiểu lòng nhau, thời gian gần gũi đã qua đi mất rồi. Nào còn những lúc hái hoa vườn trăng, suốt đêm chung tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi những người trai, tha thiết với tương lai. Tôi xa anh sang phố phường, xa người em nhỏ, lên đường tòng chính. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương xé nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Phía trời xa thấp thoáng ánh sao mờ, cơn gió đêm ngẩn ngơ lùa song cửa. Tiếng côn trùng rỉ rả khóc như mưa, nhớ về em, tim anh chợt thẫn thờ. Hát em nghe bài Căn nhà ngoại ô. Giữa đêm thổn thức nhìn ánh trăng non, với niềm tin rằng trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Mong sao cuộc tình mình mãi đậm sâu, không gì chia cắt để tình dở dang. Xa em nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhớ, biết rằng mình yêu. Nhớ năm xưa từ sáng sớm đến chiều, mình quấn quýt bên nhau vui thật vui. Chạy quanh khắp xóm ca hát đùa chơi, học chung một lớp bên lũy tre làng, nắm tay nhau bước trên đường thênh thang. Bao nhiêu ước mơ, hy vọng ngập tràn, hòa lẫn buồn vui thấp thỏm miên man. Theo tháng ngày trôi, tô đậm cuộc đời. Thế nhưng, thời gian gần gũi qua đi mất rồi, khi hiểu lòng nhau, phải không em yêu?
Em như cánh chim bé bỏng phiêu diêu, bay khắp mọi nơi xa tắp trùng khơi. Còn anh về trốn kinh thành đô hội, quyết chí lập nghiệp, nở mặt với đời. Đường em đi luôn rộng mở thành thơi, tung tăng khắp trốn học hỏi kinh nghiệm, môi trường thuận lợi, phát huy sáng kiến, mặc sức tự do, thi thố tài năng. Anh nơi đây, bạn với bốn bức tường, không được trọng dụng, không đất dụng võ. Hơn 700 ngày như tù giam lỏng, mai một tài năng, bào mòn ý chí. Bị trù dập, anh vẫn đầy nghị lực, không gục ngã trước bão táp phong ba. Nhẫn nhục chịu đựng, chẳng muốn kêu ca, không khuất phục bất kỳ nghịch cảnh nào. Mỗi ngày anh vẫn ngẩng đầu thật cao, vẫn hy vọng, vẫn sống theo lý tưởng, vẫn trông mong, vẫn chờ đợi, vẫn thương, vẫn luôn nhớ em, vẫn mãi tìm em. Tìm em như thể tìm chim, chim bay bể bắc, anh tìm bể đông. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lộ, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau vạn sự chẳng nề, dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Anh kẻ ngoại đạo, yêu em người đạo. Qua em anh mới biết đạo là gì. Em đã hướng dẫn anh học giáo lý, chỉ anh cách thức lần chuỗi nguyện cầu. Em như ánh sao đưa anh đến với Chúa. Ngày ở miền quê khi Noel về, đúng nửa đêm theo em đi dự lễ, cầu tình mình không mong manh dễ vỡ. Buồn như lời người ngoại đạo, phải không em? Chúa ơi, con là người ngoại giao, lỡ yêu yêu một người có đạo. Tình yêu chúng con là tình yêu Thiên Chúa hằng ban xuống trần gian. Chúa ơi, con là người ngoại giao, lỡ yêu yêu một người có đạo. Thường khi chúng con chủ nhật đi xem lễ, cầu xin Chúa thương tình. Chúa ơi, con là người ngoại giao, lỡ yêu yêu một người có đạo. Lòng con sắt son, mà rồi tại sao đó người ta phụ tình con? Trăng đêm con ngước lên trời, trăng đêm con ngước lên trời, nghe hồi chuông đổ ngậm ngùi. Chúa ơi, trăng đêm con ngước lên trời, trăng đêm con ngước lên trời, nghe hồi chuông đổ
ngậm ngùi Chúa ơi. Em xa anh, nhưng anh không xa Chúa. Em bỏ anh, nhưng anh không bỏ Chúa. Chẳng để người đời châm chọc xấu hổ. Ôi, còn lấy được vợ, còn thôi nhà thờ. Anh học xong lớp giáo lý dự tòng, tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi học hỏi. Hàng ngày lên trang web tinthac.net, học hỏi thêm về lòng Chúa thương xót, chia sẻ cầu nguyện lời Chúa mỗi ngày, noi gương bắt chước đời sống các thánh, biết sống sao cho đúng cho đẹp, can đảm mạnh dạn sống đời chứng nhân, tham gia thiện nguyện tín thác dấn thân, đi đến những nơi cỏ gáy khỉ ho để làm ánh sao cho kẻ nghèo khó. Chương trình bác ái xuân lòng thương xót. Anh nhất định phải tìm gặp được em. Chúng mình nối lại tình xưa nghĩa cũ. Anh chờ em về để làm nhân chứng ngày anh lãnh nhận bí tích rửa tội. Cảm ơn em đã là một ánh sao đưa anh đến với lòng Chúa thương xót. Anh phải đích thân tìm kiếm gặp gỡ đấng giàu lòng xót thương và quyền năng. Anh cảm nhận được tình yêu tuyệt đối thì không gì tách ra được em ơi. Dù em có chọn lựa như thế nào, không vì thế mà anh bị chao đảo. Anh quyết không từ bỏ lý tưởng đã chọn, dẫu cho gian nan đổ cả máu đào. Rồi anh cũng sẽ là một ánh sao đưa người khác đến lòng Chúa thương xót. Anh đang lặn lội tìm kiếm em đây, Na Uy, Đan Mạch, Síp, Hy Lạp, Phần Lan, Hà Lan hay nước nào khác. Em đang ở đâu, hỡi người anh yêu? Một chờ, hai đợi, ba trông, bốn thương, năm nhớ, sáu bảy tám chín mong, mười tìm. Thương nhau tạc một chữ tình, trăm năm thề quyết chúng mình có nhau. Ôi anh yêu, em vẫn ở bên anh, dù cho xa mặt vẫn không cách lòng. Tình em dành cho anh vẫn mặn nồng, vẫn đẹp như nắng hồng, mây trắng, biển xanh. Có đêm dưới ánh trăng thanh, một mình thức cả năm canh nhớ chàng. Có đêm tạc đá ghi vàng, ngày nào em chả nhớ chàng, chàng ơi. Thương anh em để ở đâu? Để trong cuốn sách, để đầu trang thơ. Thương em anh để ở đâu? Để trong tay áo, lâu lâu lại giòn. Dẫu cho biển cạn đá mòn, tình mình vẫn đẹp, vẫn còn nồng say. Anh yêu ơi, anh có nghe không đấy? Đó là tình yêu em dành cho anh, cũng như tình anh đã dành cho em. Mong ước sao tình mình mãi dâng cao. Rất vui vì thấy anh theo học đạo, vì lý tưởng chứ không phải vì em.
như ba vua trong đêm thánh êm đềm, theo ánh sao tìm Chúa giữa mù sương. Sao có nhiệm vụ đưa lối dẫn đường cho người gặp Chúa rồi sao lặn mất. Không có em nhưng anh vẫn có Chúa. Không ai có thể tách anh ra khỏi Chúa. Anh bị giam lỏng, Chúa bị giam cùng. Anh yêu biết không, thông điệp Giáng sinh năm 2021 của Đức Thánh Cha Francisco rất đáng yêu, rất trẻ, rất hay và ý nghĩa. Em gửi cho anh đọc và suy gẫm nhé. Chính xác, Giáng sinh là gì? Giáng sinh thường là một bữa tiệc ồn ào náo nhiệt. Nhưng chúng ta có thể dành một phút thinh lặng để lắng nghe lời yêu thương. Giáng sinh chính là bạn. Khi bạn quyết định được sinh ra một lần nữa và đón Thiên Chúa vào trong tâm hồn. Cây thông Noel là bạn. Khi bạn đương đầu với gió bão và khó khăn trong cuộc đời. Vật trang trí Giáng sinh là bạn. Khi các đức tính của bạn là sắc màu điểm tô cuộc sống. Tiếng chuông Giáng sinh là bạn. Khi bạn mời, kêu gọi, quy tụ và tìm hiệp nhất. Bạn cũng là một ánh sáng Giáng sinh. Khi cuộc sống bạn chiếu soi đường đi của người khác bằng lòng nhân hậu, kiên nhẫn, vui tươi và quảng đại. Các sứ thần Giáng sinh là bạn. Khi bạn cất lên cho thế giới một sứ điệp hòa bình, công lý và bác ái. Ánh sao Giáng sinh là bạn. Khi bạn dẫn đưa một ai đến gặp Chúa. Bạn cũng là các nhà hiền sĩ. Khi cho bất cứ ai phần tốt nhất của mình. Giai điệu Giáng sinh chính là bạn. Khi bạn chiến thắng mọi hỗn loạn và đem lại hài hòa trong tâm hồn. Món quà Giáng sinh chính là bạn. Khi bạn là một người bạn và một người anh em của bất cứ con người nào. Hiệp Giáng sinh là bạn. Khi lòng tốt của bạn được viết qua đôi tay. Lời chúc Giáng sinh là bạn. Khi bạn tha thứ và tái lập bình an với mọi người, đặc biệt là với những kẻ bạn nghĩ rất ít xứng đáng, và cả khi mình phải đau khổ. Tiệc Giáng sinh là bạn. Khi bạn đem cơm bánh và hy vọng cho người nghèo ở cạnh mình. Vâng, bạn thật là đêm Giáng sinh. Khi khiêm tốn và ý thức bạn đón nhận trong đêm yên tĩnh đấng cứu độ thế giới. Không ồn ào, không lễ lạc rành rang. Bạn là nụ cười của tin cậy và yêu mến âu yếm trong bình an nội tâm của một mùa Giáng sinh vĩnh cửu. Thiết lập nước trời bên trong bạn. Chúc mừng Giáng sinh thật an vui cho những ai trông giống Giáng sinh. Giáo hoàng Francisco. Quá là tuyệt vời, phải thế không anh? Em đang ở nước ngàn lẻ một đêm, nước Iran còn gọi là Ba Tư, là quốc gia lớn thứ hai tại Trung Đông, phía tây giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, phía đông giáp Afghanistan và Pakistan, phía bắc giáp biển Caspi, phía nam giáp vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Diện tích 1.648.195 cây số vuông.
dân số hơn 85 triệu người. Họ nghỉ cuối tuần vào thứ Năm và thứ Sáu. Năm mới của Iran gọi là Nowruz vào 21 tháng 3, ngày đầu tiên của mùa xuân. Người dân Iran nhã nhặn, thân thiện, hiếu khách, đặc biệt là luôn nói ra những điều tốt đẹp. Có thể vì tâm hồn ba tư của họ mang theo rất nhiều nét thơ thời cổ. Bước ra từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng Ngàn lẻ một đêm của nàng Shahrazad, đất nước Iran chứa đựng trong mình những lấp lánh kéo dài hàng trăm năm. Qua các công trình kiến trúc, những nét lịch sử độc đáo của Ba Tư huyền thoại là một trong các nền văn minh cổ nhất thế giới. Thủ đô Tehran rộng, đẹp và xanh, với nhiều di tích danh lam thắng cảnh, các cung điện, bảo tàng, thánh đường Hồi giáo, có kiến trúc đẹp, tinh xảo, độc đáo, tháp Azadi và tháp truyền hình Milad được coi là biểu tượng của Tehran. Thành phố Shiraz của rượu và bia, cố đô của triều đại Ba Tư ngàn năm trước, kinh đô của văn hóa, thi ca, tình yêu, thánh đường Hồi giáo màu hồng Nasrul Mulk, xây năm 1876, được cho là đẹp nhất thế giới. Thành phố Esfahan cổ kính được ví như hòn ngọc của Ba Tư huyền thoại, có hai cây cầu nổi tiếng Khachu và Siosepol, quảng trường Nachechahan là quảng trường rộng nhất khu vực Trung Á, sa mạc Marachab rộng dài như bất tận là một trong những vùng sa mạc đẹp nhất Iran. Thành phố Mashhad là thủ đô tinh thần của Iran, nơi đặt lăng mộ của Imam Rida, là Shia Imam thứ 8. Hàng năm có hàng triệu người đến đây hành hương. Thành phố cổ Yad là thành phố của những tháp gió, điều hòa gió trời của các tòa nhà nơi đây. Thành phố cổ Qom là thánh địa của người Hồi giáo Shia, là trung tâm lớn nhất của học bổng Shia trên thế giới. Rồi thành phố Kerman nổi tiếng. Thành phố Tabriz có nhiều di tích lịch sử. Thành phố Shari nằm giữa dãy núi Alborz. Thành phố Kiasa với những cánh đồng xanh mát. Em rất thích vườn Iram dưới nắng vàng, cung điện riêng của Cyrus trong đêm trời đầy sao, đặc biệt là ngôi làng cổ Candovan, là một trong những ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới. Nhìn từ xa như một bãi đá khô cằn nằm chênh vênh rải rác khắp sườn núi, đã tồn tại ở đây hàng ngàn năm. Hiện nay là nơi sinh sống của hơn 600 người dân. Thật thú vị khi ghé thăm đất nước của chuyện cổ tích Ngàn lẻ một đêm. Mọi thứ đều hấp dẫn và mới lạ với em. Nghe nói ba nhà chiêm tinh năm xưa tìm viếng chú Hải Nhi cũng đến từ xứ sở Ba Tư huyền thoại đó anh yêu. Em rất mong có một ngày nào đó chúng mình cùng nhau quay lại đây anh nhỉ. Tin mừng Chúa Nhật lễ hiển linh hôm nay, Chúa đã tỏ mình ra cho dân ngoại,
các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem hỏi vua Herode: "Vua dân Do Thái mới sinh ở đâu? Chúng tôi thấy ngôi sao bên phương Đông nên cùng nhau tìm kiếm đến bái lạy Ngài." Ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ tìm hài nhi. Đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Họ dâng lễ vật và sắp mình thờ lạy. Sau đó họ không trở lại gặp Herode, nhưng đã đi lối khác mà về xứ mình. Các nhà chiêm tinh không tìm được Chúa nếu họ không đi bước trước. Nếu Chúa không đi bước trước tìm họ, họ cũng sẽ không thể nhận ra Chúa nếu Chúa không tỏ mình ra cho họ. Chúa đi tìm họ để cho họ gặp Chúa. Tự họ đi tìm sẽ không thể gặp Chúa. Chúa đi tìm họ bằng sao dẫn đường. Nhờ sao dẫn đường, họ tìm gặp Chúa. Có lúc họ tưởng như bị lạc đường, vì tìm Chúa mới sinh trong cung điện, lầu son gác tía xa hoa lộng lẫy, chức tước địa vị bổng lộc danh vọng. Chúa không ở những nơi họ mong tìm. Thay đổi cách suy nghĩ kiểu thế gian, rời xa lâu đài dinh thự cao sang, không giao lưu với những người quyền quý, chịu khó lần theo ánh sao dẫn đường, ra đi tìm Chúa với niềm tín thác, không cậy dựa vào khôn ngoan loài người, hoàn toàn để Chúa đưa lối dẫn đường. Chính như thế đó, họ đã gặp Chúa. Anh đi tìm em vất vả dặm trường, sẽ không gặp được nếu em không muốn. Em đi tìm anh trăm phương ngàn hướng, chỗ nào cũng có thể gặp được anh, vì anh luôn sẵn sàng để gặp em. Chính tình yêu làm chúng mình gặp gỡ. Chúa lòng thương xót đi tìm con người, bỏ trời cao xuống tận nơi đất thấp, tìm chiên lạc vác trên vai đưa về. Con người bỏ Chúa đi tìm thứ khác, danh vọng chức tước địa vị bạc tiền. Chúa lòng thương xót tỏ ra bao dấu chỉ, như sau dẫn đường các nhà chiêm tinh, để con người nhận ra Chúa hiện diện nơi thai nhân, nơi biến cố sự kiện vẫn xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Khi đã gặp được lòng Chúa thương xót, mình không theo đường xưa lối cũ nữa. Con người cũ với tham lam ích kỷ, ghen tị, giận hờn, đố kỵ, bực tức phải bỏ đi, mặc lấy con người mới, theo đường lối khác với cách sống khác, sống vui, sống hiền, sống đúng, sống đẹp, yêu thương, phục vụ, chứng nhân giữa đời, trở thành ánh sao đưa dẫn mọi người tìm đến với lòng Chúa thương xót. Nguyện xin lòng Chúa xót thương, sáng soi dẫn lối bước đường con đi. Kìa trong bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời.
kìa, muôn dân từ muôn nơi đã nhìn xem vinh quang Chúa Trời trên đời này, đã thấy ngàn hoa thắm tươi. Này muôn dân ngàn năm sau sẽ còn luôn yêu thương thắm màu, muôn đời luôn ghi nhớ mối tình thẳm sâu. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Này con đi cùng ba vua đến quỳ đây nơi hang đá này, dâng người hương say mến từ trong trái tim. Này con dâng đời con đây với ngày mai khi vui lúc buồn, xin người như sao sáng dắt dìu đời con. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời.